Chúng ta làm câu 3.2. Câu này được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Quảng Bình năm học 2023-2024 đây như sau. Axit acetic tạo nên vị chua của giấm ăn. Axit acetic có thể điều chế theo sơ đồ sau. Yêu cầu chúng ta là hãy viết phương trình hóa học của các phân xảy ra. Ở đây chúng ta có axit acetic là CH3COOH. Và với những kiến thức mà các bạn đang học thì các bạn hãy cho ta biết. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ biết được thằng này thôi. Cái CaC3 nhiệt phân thì ra A1 là chất nào em ơi? CO CaO. Rồi, ok. Ở đây là carbon ha, nhiệt độ là 2000 độ C em nha. Rồi, thì nó tạo ra hai là chất nào? Thế em dự đoán. C2 CaC2. Rồi, CaC2 cộng nước ra gì? CH2 Rồi. CH3CH cộng với xúc tác Van kỳ chỉ cả bốn áng đun nóng thì ra A4 là chất nào? CH4 Rồi như vậy A5 sao là? CH5OH Rồi cây gắn kiến gì về cái chỗ này hay không? không. Thế vậy thì chúng ta cần lên làm rõ. Và đây thầy sẽ làm cho các bạn rõ nha. Rồi các bạn ghi cho thầy full 5 phương trình luôn. Phương trình đầu tiên. Chúng ta đánh số em nha. 1 2 3 4 5 và đây là 6. Chúng ta có 6 phương trình chúng ta ghi rõ. Từ CaC3 chúng ta định nhiệt phân để tạo thành CaO cộng CO2. Cái thứ hai, từ CaO cộng cho carbon, nghĩa cho thầy biết sản phẩm nó là gì nhỉ? Phần còn lại sẽ là gì em? Dạ CO2 CO2 sai. Bạn nào cho thầy biết chất khác nào? Nó là gì em ơi? CO Đúng rồi, CO. Chúng ta cân bằng 3 carbon. Chúng ta phải ghi rõ em nha. Ở đây là nhiệt độ là carbon này và 600 2000 độ C. Tiếp tục phương trình 3. Phương trình 3 là gì? Từ CaC2, đầu tiên em phải xác định A1, A2, A3, A4, A5 như sơ đồ nha. Sau đó chúng ta mới ghi phương trình em nha. Còn không ghi chúng ta xác định luôn cũng được. Như vậy đây là A1 này. Đây là hai. Thằng này cộng nước. Chúng ta tạo thành CaOH hai lần. Cộng CH nó và CH. Ta ghi rõ cấu tạo cho bạn hiểu rõ. Tiếp phương trình 4. Từ CH nó và CH em đi tác dụng với hydro. Xúc tác em dùng đây là Panadi. PP trên PPCO3. Nhiệt độ đun nóng. Ở đây em sẽ tạo thành CH2, nối đôi CH2. Tiếp các phương trình 5. Từ C2H2, CH2 nối đôi CH2. Chúng ta sẽ đi tác dụng với nước. Con này thì không khó lắm em ha. Xúc tác ở đây mình dùng là H4 đặc nhiệt độ đun nóng. Chúng ta tạo thành CH3, CH2OH. Tiếp chúng ta đến phương trình cuối cùng, phương trình 6. Từ CH3 CH2OH chúng ta đi tác dụng vô oxy. Phần này em dùng đó là men giấm. Cái đó em tạo thành CH3 COOH cộng H2O. Tiếp cho em. Và theo đánh giá của thầy về câu hỏi này, đây là chuỗi tuy là xác định các chất A1 cho đến A5. Tuy nhiên nó là một cái chuỗi khá là quen thuộc và nó thuộc chuỗi dễ em nha. Cái sai lầm lớn nhất của bài toán này đó là chúng ta ghi sai điều kiện. Thế thôi, trong hữu cơ nó chỉ khó ở chỗ đó thôi.